Ngày 26 tháng 9 năm 2021 đánh dấu một sự kiện không thể bỏ qua với những người sành chơi và đam mê xe bán tải cỡ lớn tại Việt Nam. Tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Jeep Việt Nam Automobiles chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thương hiệu Ram. Dòng xe đầu tiên được nhập nguyên chiếc là Ram 1500, một chiếc siêu bán tải, mạnh mẽ, sang trọng và đậm chất Mỹ. Trong lần ra mắt đầu tiên này, Ram 1500 chào Việt Nam với 3 phiên bản, đó là Radomi, Radomi 9 Edition và Longhorn. Ram 1500 thuộc phân khúc xe bán tải cỡ lớn với tổng chiều dài lên đến 5.916mm và chiều dài cơ sở tới 3.672mm. Đây là thương hiệu được đánh giá cao và được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Theo thông tin chính thức, trong 6 tháng đầu năm 2021, thương hiệu Ram Pickup đứng thứ 2 trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ với doanh số 313.068 xe, chênh lệch hạng nhất chỉ 51.000 xe. Thiết kế nổi bật phần đầu xe là mặt ca lăng đặc trưng của thương hiệu Ram, tích hợp chức năng điều khiển khe gió chủ động để tối ưu hoạt động của động cơ trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau. Các trang bị nổi bật phần đầu xe là đèn chiếu sáng, đèn ban ngày và đèn sương mù, tất cả đều sử dụng công nghệ LED. Đèn chiếu sáng tự động bật, tắt, điều chỉnh độ cao và tích hợp đèn chờ dẫn đường. Một số trang bị đậm chất bán tải cỡ lớn phải kể đến đó là bậc bước có thể điều chỉnh, ống xả đôi mạ chrome, hộp chứa đồ hai bên thùng hàng và đặc biệt là hệ thống giá để kéo rơ móc chuyên dụng. Bên trong xe, nội thất rất rộng và được bọc da cao cấp. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng kết hợp khả năng điều chỉnh đỡ cột sống 4 hướng. Đối với phiên bản Longhorn, nội thất được bọc da thật 100% và ốp da cá sấu dập nguyên mảng trên 4 cửa. Đặc biệt hơn, Longhorn còn được ốp gỗ thật trên táp lô, được chạm khắc tinh xảo, lấy hơi hướng theo những dãy quầy bar ở các thị trấn miền viễn Tây nước Mỹ ngày xưa. Hệ thống sưởi ghế tích hợp trên cả ghế trước và ghế sau, trong khi đó hệ thống làm mát ghế tích hợp trên ghế trước. Riêng phiên bản Longhorn có hệ thống làm mát cả 4 ghế. Màn hình cảm ứng đa điểm Uconnect 4 Navi 12 inch mới nhất, tích hợp hệ thống định vị dẫn đường, có thể xử lý đa nhiệm, tích hợp Bluetooth không dây, Android Auto, Apple CarPlay, ra lệnh bằng giọng nói, ra lệnh tin nhắn và đàm thoại rảnh tay. Hệ thống âm thanh vòm 360 độ hiệu Harman Kardon, công suất 900W, với tổng cộng 19 loa cao cấp, trong đó có một loa siêu trầm. Để tăng trải nghiệm âm thanh, cabin xe còn có tính năng chống ồn chủ động. Về động lực, Ram 1500 được trang bị động cơ xăng Hemi V8 5.7 lít nổi tiếng thế giới, công suất tối đa đạt 395 mã lực tại 5.600 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 556 Nm tại 3.950 vòng 1 phút. Động cơ này có một tính năng độc đáo, đó là có thể ngắt bún xi lanh khi giảm tốc độ hoặc chạy chậm trong đô thị để tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn. Đi cùng với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động 2 cầu 4x4. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 17,43 lít trên 100 km. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén 4 góc, giúp chiếc xe bán tải to lớn di chuyển êm ái trên mọi cung đường. Thậm chí, độ êm của nó có thể sánh ngang với các dòng SUV full size sang trọng nhất. Về công nghệ an toàn, cả 3 phiên bản Ram 1500 đều có danh sách trang bị an toàn vô cùng dồi dào. Các trang bị nổi bật phải kể đến là chức năng hỗ trợ đỗ xe song song hoặc vuông góc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, chức năng điều chỉnh góc lái rơ móc khi lùi, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cùng rất nhiều trang bị tiên tiến khác. 3 phiên bản ra mắt lần này gồm Laramie, Laramie 9 Edition và Longhorn có mức giá lần lượt là 5 tỷ 388 triệu, 5 tỷ 488 triệu và 5 tỷ 688 triệu đồng. Theo thông tin chính thức, các khách hàng đặt xe trong tuần lễ ra mắt thương hiệu Ram sẽ nhận được quà tặng trị giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Ngoài dòng xe Ram 1500, Jeep Việt Nam Automobiles vẫn hỗ trợ đặt hàng dòng xe Ram 2500 và Ram 3500 cho những khách hàng yêu thích dòng xe bán tải có công suất khủng hơn. Quý vị đánh giá thế nào về độ chất, sức mạnh hay trang bị của những chiếc xe này? Xin hãy chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tipcar.